Chào các bạn nha, nay anh em tiếp tục đi giật chim cu nha. Hy vọng là nay kiếm được vài con thôi. Không gài đi không có chứ anh em ơi. Buồn quá, bữa trước đi được con chim săn. Nay chưa có gì chân nha. Giờ bắt đầu đợi đi tới 4 giờ. Này là 12 giờ nha. Đợi nào có chim giật chín thì mới quay cho anh em xem được. Con một anh em, 4-5 con trên cây bay hết trơn rồi. Một em chim cu gái tiếp tục. Sướng quá sướng. Đó. Một em chim cu. Bay. Cầm nó qua nghe. Mới theo nữa rồi. Sẵn đủ miếng gà vô luôn mẹ đi. Đấy, đứng nhìn nó đó kìa. Một. Còn em đây. Hai chú anh em ơi. Còn em. Con nghe con này nó hai con nha.
quá chói à. Không thấy được gì luôn á. Đi ngược nắng. Thư giữ, thư giữ. Quá đã anh em ơi, ngày nay đi trúng mánh này, nay nãy giờ được mới có 3 con rồi nha. Trúng mánh hơn không gài rồi. Đây. Gì? Còn tốt. Chưa nghe. Để buông cái khơi giọt cái. Quá đã anh em ơi. Ngồi từ sớm giờ 4 tiếng ngồi đó, 12 giờ tới giờ. Cái này là cũng 4 giờ rồi. Được mới có 4 con, 3 con à. Cu sung sướng nha, ông dân nắng, phơi nắng từ sáng giờ luôn, 12 giờ tới giờ luôn. Đây, được 3 con rồi anh em ơi. Nằm trong đây nè, khó thấy quá à. 3 con nha. Đây anh em ơi, lo ngồi không anh giật được con đó nè, đây giật cái xanh mặt chân nè, xuống chân cu xuống điếng, chân cu xuống điếng hồn chân nè. Anh biết còn cái đó con đó. Đây đựng con nha. Để mình nắng mình quay lại mới được, cái chói nắng quá chói nắng nè. Đây anh em, đây anh con đó nè, là được tổng cộng hôm nay được 4 con. Đây. Đây là hai em chim mồi, hai em cu mồi ha. Đây anh em là nó đây, con này nó được 4 con nha. Nãy giờ mình bên đây được 4 con, còn anh bên nó không biết được mấy con biết nữa. Bây giờ mình chưa ổng cuốn lưới rồi, mình chưa gặp nữa. Ngước mặt lên đẹp trai cái coi. Cơm dữ dằn á. Cơm nha anh em. 150k một em nha. Lựa thoải mái nha. Cơm nổi giáp cổ. Đây, mình giao lại cho anh quay phim. Không đem sách lại luôn đúng rồi. Anh bên kia cũng được, nãy giờ cũng được, chắc cũng 2-3 con rồi, nãy là mình được, mình coi là được 2 con rồi đó. Đây nha, bây giờ mình trong đây là được 4 con nè. Tối quá không thấy đường. Một, hai, ba, 4 con. Đây con đó nè. Đó. Mình vô sách tối quá anh em ơi. Cuốn lớp về nha anh em. Kết thúc một ngày phơi nắng. Ngày phơi nắng nắng mặt hết trơn rồi.
mấy con mẫu dây để xách đời. Đây ông anh này được hai con nha. Bên đây 4 con nữa là 6 con. Hai người còn hai chỗ đứng riêng chứ, hai anh em đi làm chung nha. Đây cuốn nốt lên xe về nè. Phơi nắng từ hồi 12 giờ tới giờ. Video mình tới đây kết thúc nha anh em. Em xem thấy hay thì like, share, đăng ký kênh ủng hộ nha. Chào anh em nha. Quá mệt rồi. Vừa đói vừa khát nữa.